Xin chào các bạn. Có nhiều người thắc mắc về nguồn gốc của 12 con giáp. Tại sao lại gọi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và lại được xếp theo thứ tự như vậy? Nghe kể chuyện hay, học ngay điều tốt, sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Sự tích 12 con giáp để chúng ta cùng giải đáp những thắc mắc trên nhé. Từ ngày xa xưa, thuở trời đất mới hình thành, mọi việc sắp xếp chưa được ổn định, chốn trần gian còn chưa ngăn nắp. Có nhiều sự khác nhau giữa cõi trời và hạ giới, nhất là về thời gian và con người. Nghe nói rằng một ngày trên cõi trời dài bằng 100 ngày dưới hạ giới, và người ở cõi trời thì là tiên, khác với người thường ở trần gian. Do vậy Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phải bận tâm sắp xếp để tổ chức loài người được hoàn chỉnh. Một trong những điều phải sắp xếp đó là định tuổi, định số mạng cho con người. Ngọc Hoàng cho rằng con người tuy đông, sinh ra vào ngày giờ, nơi chốn khác nhau, nhưng tự chung lại chủ yếu là chỉ cầm tinh có thứ tự 12 con giáp tiêu biểu hiện có ở cõi trần. Trần gian thì có muôn loài vật, vậy lấy tiêu chuẩn nào để chọn trong số đó những con vật tiêu biểu, đặc trưng và thứ tự 12 con giáp? Để thực hiện ý định, Ngọc Hoàng đã họp cùng với các quần thần suốt trong nhiều ngày và cuối cùng đã đi đến một quyết định là triệu tập các loài vật ở thế gian về thiên đình để tuyển chọn những con vật tiêu biểu nhất. Thế nhưng, triệu tập hết các loài vật thì chỗ đâu mà chứa? Do vậy, Ngọc Hoàng đã ra một thông báo, hễ con vật nào về thiên đình trước thì sẽ được chọn là con đầu đàn, rồi từ con vật này sẽ chọn con vật tiếp theo một nguyên tắc là con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai được quyền giới thiệu con thứ ba và cứ theo trình tự đó mà tuyển chọn cho đến khi đủ 12 con giáp thì thôi. Lệnh vừa ban ra thì đã nghe từ trong mây vang lên tiếng kêu the thé của một loài vật nhỏ con nhưng lại rất tinh khôn, đó là con chuột. Số là lúc ấy chuột đang vui chơi ở gần chốn thiên đình thì nghe trộm được lệnh, đã không bỏ lỡ dịp may, liền lên tiếng và có mặt sớm nhất. Giữ đúng lời hứa, Ngọc Hoàng bảo với chuột: nhà ngươi về truyền giao lại cho một người bạn thân thiết nào đó của ngươi, coi như con vật đó là con thứ hai trong danh sách, và từ con thứ hai đó sẽ được quyền chọn con thứ ba cho đến khi kết thúc đủ 12 con vật thì thôi. Con nào đã được mời rồi thì tự động về đây vào ngày đầu xuân của trần gian để cho ta chỉ dạy. Chuột ta hí hưởng ra về và cố moi óc xem có người bạn nào thân đủ tin cậy để giới thiệu với Ngọc Hoàng không. Nghĩ mãi nó mới chợt nhớ đến mèo. Thời ấy giữa chuột và mèo sống hòa thuận như bạn bè. Khi được biết hảo ý của người bạn nhỏ, chú mèo láu lỉnh đã kêu toáng lên thích thú. Sau đó mèo được chủ dặn thêm rằng: anh chọn ngay một người bạn nào đó mà anh cho là đủ tư cách nhất rồi mời anh ta đến. Nhân đó cũng báo anh ta chuẩn bị mời một người khác nữa nhé. Mèo cẩn thận dặn chuột: anh chuột ạ, tôi thì có tật hay mê ngủ, vậy đúng ngày lên thiên đình thì anh nhớ đánh thức tôi kẻo tôi quên nhé. Rồi mèo đi tìm Châu, là người bạn thường ngày vẫn cày ruộng ở gần nhà mèo. Sau khi nghe nói xong, Châu gật đầu ngay: tốt quá, tôi sẽ tìm một người bạn nối khố của tôi là anh Hổ, anh ấy oai dũng lắm. Vốn là bạn thân lâu năm, Hổ nghe nói rất cảm động trước tình bạn và nghĩa cử cao cả của Châu. Hổ liền nói: tôi có người bạn nhỏ trong rừng rất hiền lành dễ thương, đó là Thỏ, tôi sẽ mời anh ta. Tất nhiên là Thỏ ta khoái chí vô cùng. Nó liền đi mời ngay một người bạn khá ly kỳ, thường hay lui tới uống nước ở một con sông lớn, đó là bác rồng. Rồng là con vật suốt ngày bay lượn trên không và hay qua lại cung của Ngọc Hoàng nên cũng hay biết chuyện này. Bác rồng nói: tôi hay tin từ các tiên nữ, nhưng vì chuột được Ngọc Hoàng tin giao nên tôi còn đang chờ, vừa lúc anh tới báo. Được, tôi rất vui lòng nhận lời và tôi sẽ giới thiệu tiếp một người bạn của tôi. Bạn của rồng chính là rắn, một dòng họ Xa. Khi được báo tin, rắn mừng rơn và tin ngay cho anh ngựa là chỗ láng giềng quen biết. Nghe thế, ngựa khoác lác: hèn chi tôi mới nằm mơ thấy mình được thăng quan, quả là đúng thật. Được, tôi sẽ chọn một người bạn nữa xứng đáng. Và rồi chú Dê, bạn của ngựa đã được giới thiệu vào danh sách.
Sau đó dê lại nhớ ra rằng có một anh bạn thông minh hay ăn trái cây, đó là chú khỉ. Con vật vẫn thường tự xưng là hầu vương. Hầu vương nghe vậy bốc đồng, hô lên, biết ngay thế nào Ngọc Hoàng cũng sẽ phải cần đến mình mà, số trời đã định sẵn rồi. Ba chân bốn cẳng, khỉ đi chạy báo cho gà, rồi gà lại bay đi tìm chó vốn là bạn sống cùng trong nhà với nhau. Thế là đủ số lượng và thứ tự 12 con giáp. Mùa đông cũng vừa hết, ngày xuân đang về. Những con giáp không ai bảo ai tự động cùng đến thiên đình. Chỉ tội nghiệp cho con mèo có bệnh ngủ quên, lại gặp phải người bạn chuột xảo quyệt ích kỷ, nên tới ngày đi mà chuột chỉ đi một mình, không chịu gọi mèo theo. Lên thiên đình, Ngọc Hoàng điểm danh thấy chỉ có 11 con, ngài nổi giận, còn chuột thì chống chế. Tâu Ngọc Hoàng, tôi có báo cho mèo, nhưng mà nó mê ngủ quá nên không đi ạ. Ngọc Hoàng phán, được rồi, bỏ ngay con mèo ra, ta sẽ phái người xuống trần gian. Trên đường đi, hễ gặp bất cứ con vật nào thì sẽ cho thế chỗ của mèo. Tướng nhà trời nhận lệnh đi ngay. Gặp anh heo lúc ấy đang bị những tên đồ tể khiêng đến lò sát sinh, tướng trời quát, cho nó theo ta về chầu Ngọc Hoàng ngay. Chú heo được đưa tới thiên đình thì lúc này cũng đang xảy ra một vấn đề trong việc chia ngôi thứ tự 12 con giáp, con vật nào sẽ được đứng đầu. Nếu căn cứ vào thành tích và vóc dáng của các con như rồng, cọp, trâu ngựa thì chúng sẽ được chọn, nhưng để tránh sự cái cọ lôi thôi, Ngọc Hoàng liền phán, ta sẽ mở một cuộc thi do Hằng Nga làm giám khảo. Tất cả các ngươi hãy chạy thi từ đây đến cung của Hằng Nga. Nếu con nào đến đích trước sẽ được đứng đầu bảng, các con đứng sau sẽ theo thứ tự mà phân ngôi. Cuộc thi diễn ra vô cùng hào hứng. Các con cọp, ngựa, trâu thì ỷ sức mình nên chủ quan, lúc đầu không chịu đẩy nhanh tốc độ. Không ngờ những con vật nhỏ đã cố gắng vượt lên, chỉ có con trâu là vẫn giữ được vị trí hàng đầu. Khi về gần đến đích thì không ngờ chú trực danh mãnh đã nhảy lên ngồi ở trên đầu trâu từ lúc nào, lúc đó nhảy phóc xuống đến đích và giành vé đầu tiên. Trâu hậm hực phản đối nhưng đành thua vì điều lệ lại không rõ ghi rõ phương thức cụ thể của cuộc thi như thế nào. Vừa lúc đó, chú mèo xuất hiện và khiếu nại. Tâu Ngọc Hoàng, tôi có tên trong danh sách, tại sao lại không được dự thi? Ngọc Hoàng gạt phắt đi và nói, vì ngươi không lên có mặt cho nên ta sẽ bỏ tên ngươi ra. Nhưng Hằng Nga lúc đó tâu, thưa Ngọc Hoàng, để được lòng cả hai thần nghĩ nên nhận mèo, mà bên cung của thần hiện giờ lại thiếu một người canh giữ, nên thần muốn xin... Ngọc Hoàng hiểu ý Hằng Nga liền gật đầu, được, ta chấp nhận để khanh chọn lấy một con trong số này về giữ cung quả. Thấy thỏ trắng dễ thương nên Hằng Nga liền chọn thỏ. Thế là danh sách bị khuyết và dĩ nhiên là mèo được đặc cách tuyển vào cho đủ số lượng. Và thứ tự 12 con giáp lần lượt là chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và cuối cùng là con heo. Tuy nhiên hiện nay có một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc thì trong 12 con giáp lại không có con mèo mà thay vào đó vẫn là con thỏ. 12 con giáp có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh của mỗi người, đặc biệt là trong văn hóa phương Đông. Mỗi con vật đều có ý nghĩa đặc trưng riêng và còn là biểu tượng cho tính cách, phẩm chất của mỗi người. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.